đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Hello, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là một cái con game LOK2 server Nam Bắc, server đang được test. Và cái ngày 7 tháng 7, 10 giờ chủ nhật là bên mình sẽ mở cửa chính thức nha. Hôm nay mình vào trong đây là một cái thông tin cơ bản nhất, review chi tiết nhất cho các anh em về một cái cách và nhiều anh em chưa biết, còn những anh em nào biết rồi hãy mạnh dạn comment thủ thuật làm sao để cho nó dễ ra nha. Hôm nay mình sẽ vào trong đây xây một cái win 1, một cái win 2 và một cái win 3. Nó như gì đây? Ở đây là chế độ win 3. Hai cái like kỳ rồi thì mình đã có xây ra được 4 cái win, hai cái win của con GL và một cái win cung nữ, một cái win của DK thì mình đã tặng một cái win của DK. Hôm nay vào trong đây là mình sẽ tiếp review cho anh em biết là mình muốn xây được một cái win 1 thì điều đầu tiên các anh em cần có cái gì? Muốn xây win 1 thì anh em phải có cho mình một cái là vũ khí trao. Vũ khí trao này làm ra sao và như thế nào thì các anh em đi lại đây mua cho mình một cái món đồ là cộng không, vì chúng ta xây vũ khí trao là không cần phải đồ S. Các anh em mua đồ cộng không cho mình, các anh em mua một cái viên like, các anh em đập vô thì đồ cộng không mình đập vô cho cộng 4 nha anh em. Yêu cầu xây vũ khí trao là một cái đồ cộng 4 và một ợp kèm theo một trao, thì hiện tại mình sẽ cộng lên cho nó là cộng 4 và đập vô cho nó là một ợp cộng 4, cộng 5, cộng 6, cộng 7 gì cũng được hết nha, không phải nhất thiết là cộng 4. Và đồ nó như gì đây, anh em cần phải cộng 4 cho lên và có thêm một ợp là 4 điểm nha. Thì như vậy anh em mua cho mình thêm một trao khi có đủ nguyên liệu rồi, anh em qua bên cái map là Noga cho mình, các anh em lại go bên để mình xây vũ khí trao. Và ở đây các anh em thả đồ vô là nó sẽ để một cái thông tin cho anh em biết. Ở đây chế tạo vũ khí trao là cần có một hỗn nguyên, một món bất kỳ cộng 4 trở lên và một ợp, thì anh em bấm vô kết hợp tỷ lệ cho nó là 50% nha. Ở đây là mình đã ra được một cái vũ khí trao. Và tiếp theo muốn xây được một cái win 1 thì anh em phải cần có những gì? Anh em muốn xây một cái win 1 các anh em phải có một cái vũ khí trao cộng 4 và kèm theo đó là một ợp, kèm theo đó là một trao và kết hợp cho mình một cái món đồ Excellent cộng 4 và một ợp luôn. Thì qua đây mình sẽ mua trao. Có đủ nguyên liệu rồi anh em cũng lại NBC là Gobi, các anh em thả đồ vô. Thì tiếp tục mình sẽ thả một cái món công cụ vô. Nó cần cho chúng ta đây, yêu cầu chế tạo cánh cấp 1 cần một hỗn nguyên, một đồ cộng 4 trở lên và một ợp. Là ở đây có đầy đủ nguyên liệu hết. Tỷ lệ xây cho chúng ta là 50%. 50% nó cũng vẫn xịt bình thường nha anh em. Thì mình đã có chuẩn bị rất là nhiều win 1. Và tiếp theo các anh em muốn xây được một cái win 2 thì các anh em phải có những cái win 1, và win 1 của chúng ta là phải cộng 4 nha và kèm theo đó là một ợp. Khi chúng ta đã có đủ nguyên liệu hết thì bắt tay vào xây một cái win 2. Win 2 thì các anh em phải có một cái win 1, có được một trao, có được một đồ S và kèm theo đó là một cộng long. Một cộng long thì các anh em đi về cái map là Logenkia, loại cô bé bán dạo các anh em mua. Tiếp theo anh em chúng ta sẽ quay win 2 nha anh em. Đầu tiên các anh em thả win 1 vào, thả cho mình là một long vũ, một trao, một đồ S. Như vậy nó đã đủ theo cái yêu cầu, tỷ lệ cho chúng ta là chỉ có 30% thôi. Qua như vậy cái win 2 là đã xây ra được anh em, 30% nhưng cũng rất là dễ nha. Đã có một cái win 2 thì mình sẽ test nhân phẩm xây ra tổng cộng là được bao nhiêu cái win 2. Nếu mà mình làm từ món thì nó rất là lâu, nên mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu sẵn hết rồi. Mình vào trong đây để mình làm nhanh để các anh em biết. Ok, thì qua những màn xây win 2 thì tổng cộng mình đã ra là 36 cái win 2 nha, rất là mãn nhãn nha. Tỷ lệ thành công win 2 nó cực kỳ cao. Và khi chúng ta đã có win 1, win 2 thì tiếp tục mình sẽ làm một cái win 3. Win 3 thì bên mình đã có bán những cái công cụ sẵn rồi. Các anh em kiếm cho mình là B, S, Cờ Ghe và Chao, đá Condor và cái cộng long vũ Condor nha. Những cái này là có sẵn ở trên một cái NBC hết. Các anh em chỉ vào trong đây mua rồi mình thả vào để mình quay mình test trải nghiệm. Tiếp theo mình sẽ xây những cái win 3 cho anh em xem nha. Đầu tiên các anh em thả từ món vô nha. Mình thả đúng theo yêu cầu là nó sẽ phực vàng lên hết. Tỷ lệ xây win 3 thì cho chúng ta chỉ có 5% thôi. Win 1 là 50%, một cái win 2 là 30%, một cái win 3 chỉ có là 5% thôi nè. Vì một cái win 3 là một cái win max cấp ở server nên tỷ lệ nó ra cực kỳ khấm nha. Nhưng mà cũng vẫn ra bình thường nha anh em, chứ không phải là không ra đâu. Để mình test nhân phẩm là hôm nay trên cái clip này nó có ra được hay không. Like của mình đó thì nó ra rất là nhiều. Qua lần đầu tiên thì nó đã xịt nha anh em.
Ok, và 5 lần quay của mình là nó không có ra lần nào hết, nhưng mà không sao nha, vì đây là một cái phiên bản test, anh em có thể là vào trong đây mua rồi mình test thoải mái hết. Cái này nó cũng là nhân phẩm nha anh em, tại vì nó chỉ có 5% thôi. Các anh em cố gắng, các anh em kiên trì là nó sẽ ra nha. Còn phiên bản chính thức thì cái vận may của anh em nó cực kỳ thấp, tại vì phiên bản chính thức các anh em muốn mà gom đủ nguyên liệu, các anh em xây được một cái win 3 thì nó cái giá nó cực kỳ cao nha anh em. Qua mình sẽ điểm danh qua lại những cái win 2 mà mình đã xây ra được. Đầu tiên mình có một cái win Dash White là một cái dòng trắng, cái đó mình có một cái win MG là một cái dòng HP, tiếp theo là cũng là một cái win của MG, một cái win Sum, hai cái win của con cung nữ. Quá ok nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.